Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trước mặt Huy đây là một chiếc xe Toyota Fortuner 2015 các chị. Bên Huy mới vừa hoàn thiện xong khâu làm đẹp Marukuri. Bên Huy về sẽ tiến hành kiểm tra 176 hạng mục các chị cực kỳ kỹ. Sau đó thì bên Huy sẽ cho tiến hành bảo trì, bảo dưỡng xe và công đoạn Marukuri, tức là kỹ thuật bên Huy sẽ tiến hành đánh bóng, vệ sinh, làm đẹp cái phần ngoại thất, rồi nội thất bên trong, khử khuẩn động cơ và hệ thống gầm, thì bên Huy sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ các anh chị. Thì đây là một chiếc xe mà đã hoàn thiện khâu làm đẹp rồi, mới vừa xong là Huy quay cho quý cô chú anh chị mình xem luôn, vì chiếc xe này rất là đẹp các anh chị. 2015 cá nhân đứng tên, một đời chủ từ đầu và bảo dưỡng hãng cực kỳ kỹ, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đến hãng bảo dưỡng kỹ lắm các anh chị. Và biển số cũng rất là đẹp nha anh chị nha. Ở Đồng Nai, anh chị nào mà có hộ khẩu ở Đồng Nai, mình lái lại cái biển số này, mình giữ lại. Ok đó các anh chị. Rồi, mình sẽ cùng với Huy đi một vòng để đánh giá về chất lượng ngoại thất, nội thất và động cơ của xe. Đầu tiên thì anh chị quan sát cái phần đèn. Anh chị nhìn không? Rất là đẹp. Đó, và đèn thì sử dụng đèn bóng halogen dạng bóng chiếu các anh chị, nó hồi tụ ánh sáng. Nhìn rất là sáng luôn. Và đây, đèn sương mù. Đó, anh chị thấy không? Đẹp lắm. Xe này á, chủ xe giữ kỹ cực kỳ. Đó, cho nên anh chị nhìn nè, cái phần nhựa đậu trong mát nhiều các anh chị. Nó rất là đẹp luôn. Thằng ga lăng cũng vậy. Đó, mặt rơm. Và đây, gầm anh chị nhìn gầm là anh chị hết hồn luôn. Thấy chưa? Đó, về bên Huy làm Maru vệ sinh rồi làm sạch sẽ lại. Anh chị nhìn cái xe nhìn mê luôn. 2015 các anh chị. Đó, mà xe đẹp cỡ này nè. Trên thị trường có thể có nhiều 2015, 2016, nhưng mà để đẹp và chưa kể là phần bảo dưỡng kỹ nha anh chị. Đó, thì chiếc xe này rất là chất lượng. Đây, anh chị nhìn khe hở với các chi tiết này. Đấy, anh chị thấy không? Nhìn nó rất là liền lạc. Đó, đây, cửa về này và cửa trước, cửa sau. Đó, cũng như là những chi tiết về khe hở là tuyệt vời. Và đặc biệt những cái đường ron này các chị, cái ron cao su này, chủ xe đậu trong mát nhiều anh chị, cho nên là nó không có bị chai gì hết anh chị nha. Nó còn nhìn nó liền lạc và nó đẹp. Đó, kể cả những chi tiết ốp nhựa như thế này anh chị thấy không? Đó, những cái ron cao su này. Đấy, anh chị thấy không? Nó đẹp. Và về cái phần gương thì gương này là chỉnh điện, có đèn báo rẽ và có tính năng gập điện luôn anh chị nha, có nút nhắn gập điện. Đây, vỏ, còn vỏ thì đây còn dài lắm các chị, mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải bảo dưỡng hay là làm đẹp hay là thay nhớt. Mọi thứ là bên Huy đã kiểm tra, đã làm hết cho quý anh chị rồi. Đó, anh chị nhìn này, những cái nẹp cao su này, những phần đề can dán này và những cái che mưa. Đó, anh chị nhìn nào, nhựa mà nó còn đẹp như thế này thì anh chị biết là chủ xe đậu trong mát nhiều, giữ kỹ. Ok, tay nắm cửa mạc chrome. Rồi, ốp bật lên xuống là chống trài cho cái phần ốp cản các anh chị. Cái phần ốp lược. Rồi, gầm bệ anh chị thấy không? Mê không? Đấy, 2015 anh chị. Đúng, rất là đẹp. Hiếm có những chiếc xe nào mà đẹp như chiếc xe này. Mà đời 2015. Bên Huy 5-6 tháng rồi có xe về nhưng mà không đẹp bằng xe này các anh chị. Xe này đúng là chuẩn luôn. Đây, những cái nút nhắn như thế này anh chị thấy không? Đó. Màu trắng này. Ở đây các anh chị. Đó, này là gập gương. Nhưng mà anh chị nhìn không? Nó mới toanh thôi. Chủ xe đi giữ kỹ. Và xe đúng là chất lượng. Bằng đạp thắng, bằng đạp ga, anh chị nhìn là anh chị biết rồi. Đó, quá đẹp luôn. Đây, thực sự là 2015 thì bên Huy thì 2 về, 15 16 về, nhưng mà đúng là chiếc này đúng là chất lượng các anh chị. Gầm cao 7 chỗ. Đó, là một chiếc xe SUV phù hợp với gia đình sử dụng. Và đây là phần ghế, anh chị nhìn nè, ghế nguyên bản của xe nha. Đó, anh chị thấy không? Rất là mới. Và ghế là ghế chỉnh điện luôn anh chị, chỉnh điện 8 hướng. Rồi, xong anh chị nhìn cái vô lăng này, anh chị nhìn nè. Đó, 4 chấu. Anh chị nhìn những vị trí này, anh chị thấy không? Đó, những cái găng của nó còn nguyên và mấy cái dấu này nó không bị mòn anh chị nha, không mòn lớp sơn đâu. Đấy, đẹp lắm. Rồi ốp gỗ bọc da này. Rồi anh chị nhìn nè, cái cần số đây anh chị thấy không? Đấy, cần số đúng chuẩn 79.000 cây mà đẹp lắm các anh chị, nó không có bị gọi như là bị mòn ha, bị mòn
mòn lẳng đi đó. Và chị nhìn khu vực ốp nhựa này anh chị thấy không, mới mà nó đẹp. Rồi ghế đây, ghế bên phụ xe này dường như là chủ xe đi đi một mình thôi đó, cho nên là ghế bên phụ rồi ghế sau anh chị nhìn nó keng lắm đó. Một tí Huy sẽ quay cho anh chị và các bạn mình xem. Còn bây giờ thì mình nổ máy nha, nổ máy cho anh chị cảm nhận tiếng nổ ở động cơ. Đấy, mặt đồng hồ táp lô đây, 79.571 cây số, Odo chuẩn nha anh chị. Mua trong hãng là anh chị yên tâm, bên Huy rất là kỹ vấn đề cây số, không có phải giống như bên ngoài hay tua đâu, đúng chuẩn để nguyên. Cho nên anh chị có thể thấy được là bên Huy có những chiếc xe có thể là lên tới ngoài 100.000. Còn ở ngoài anh chị kiếm xe ngoài 100.000 cũng không có nhiều đâu, vì thường thường hai tua cho dễ bán. Rồi mặt đồng hồ táp lô còn rất là mới và đẹp, không bị trài xước gì nhiều anh chị thấy không. Rồi còn khu vực táp lô đây, đấy anh chị nhìn thấy chưa, rất là keng luôn. Bốn cửa gió cho hàng ghế phía trước, và đây là khu vực đầu CD. Anh chị nhìn cái đầu CD này, nguyên bản cho xe anh chị nhìn không, mới toanh như là mới xuất xưởng anh chị. Rồi khu vực đấy, khu vực hệ thống điều hòa tự động luôn á chị đó. Anh chị nhìn những cái nút nhắn là anh chị biết rồi, nó keng. Tôi không biết là sao chủ xe giữ kỹ đến mức độ này luôn á chị, thực sự đó. Và khu vực chỗ vặn cái chìa khóa anh chị nhìn thấy không, rất đẹp. Rồi mình đi một vòng nha anh chị. Ở trên trần thì có bọc ni lông trần, rồi vị trí để gương, thường thường là cái kính mắt kính đó anh chị, kính mát á, kính râm á đó. Đấy rộng rãi thoải mái, để ron này anh chị nó căng cứng luôn à, xe nhìn đã lắm đó. Đây những cái ron này anh chị thấy không đó, đây, còn nguyên bản của nó nè, nó không bị quả như thường cao su nó hay bị chai, nhưng mà xe này chủ xe đổ không mắc nhiều, đi kỹ, vệ sinh thường xuyên, cho nên là nhìn đẹp lắm đó. Đây nhìn tắp bi cửa sau bên tài đây các chị đó, anh chị thấy chưa đó. Rồi ốp bật lên xuống thì có lót chống trài rồi đó. Còn khu vực này anh chị thấy không, nó đẹp, nó liền, nó không bị trài xước gì cả, lót sàn sim ly nè. Đây ghế do đây anh chị đó, có bệ tựa tay ngồi phía sau anh chị, ngồi đã lắm, nó gầm cao mà nó rộng rãi. Rồi khoảng đĩa chân, rồi khoảng cách từ đầu cho đến trần nữa, cái độ ngã của ghế nữa cũng vậy đó. Anh chị nhìn nè, khu vực phía trước nó thoáng đó, từ tay anh chị nhìn nha, mới toanh đó. Giờ nguyên bản theo xe nha anh chị. Ở trên trần thì chúng ta sẽ có công tắc điều khiển hệ thống điều hòa cho dàn lạnh phía sau này, công tắc này các chị. Đây còn dãy ghế sau đây các chị đó, anh chị nhìn nè. Đấy rồi mình ra sau ha, để anh chị quan sát cho nó kỹ. Còn xe thì mới làm maru xong, là Huy tranh thủ Huy quay cho anh chị và các bạn liền luôn đó, em đưa những các chi tiết này. Đây anh chị đó, đèn nhìn sáng trưng luôn, rất là mới nha anh chị. Này khai hở với các chi tiết này, đấy, những cái ron cao su đó, anh chị nhìn phần cản sau đó, dưới phần hông bên trái đây anh chị thấy không. Cảm biến khoảng cách phía sau thì xe này trang bị hai cảm biến đó anh chị. Này phần vỏ đó, còn mới tinh luôn. Đây hệ thống gầm đấy, tem ở trên cầu sau anh chị nhìn không, gầm không anh chị nhìn thấy rõ không đó, kỹ cực kỳ luôn anh chị đó. Và đây cốp phía sau này anh chị xem nè đó, những cái vị trí lên xuống đồ này anh chị nhìn nè, đấy còn rất là mới, ròn căng cứng luôn. Và ở phía sau chủ xe có một cái khay để cho nó không bị ướt cái sàn ở phía dưới cái gì đây. Quá tuyệt vời đó. Còn đồ nghề đây này đầy đủ hết, anh chị nhìn tắp bi này đó, anh chị mê luôn à. Đây đó anh chị thấy không đó, dường như rất ít khi mà chủ xe sử dụng cái băng ghế phía sau anh chị, mọi thứ nhìn còn rất là mới luôn đó. Anh chị nhìn này, mới tinh luôn. Thực sự là bên Huy 2015 2016 về, nhưng mà chiếc xe này thì quá chuẩn đó chị đó. Anh chị mua chiếc xe này, anh chị xem chắc chắn anh chị thích đó. Keo sùng bồ lon con tán còn nguyên vẹn đó. Tắp bi cốp sau anh chị thấy nhìn này, không một vết chài các anh chị, không một vết xước nha. Chủ xe không có chở đồ nhiều, không có chở đồ anh chị, xe gia đình đi mà đâu có để đồ nhiều mà nó trài xước nhiều đó. Anh chị thấy à, quá chuẩn đẹp luôn anh chị, khe hở với các chi tiết
Đấy, ron này anh chị thấy không? Đó, quá chuẩn anh chị. Thì xe mới vừa về, mới làm đẹp xong các anh chị. Tôi Huy quay cho anh chị và các bạn mình xem qua. Đó, vỏ theo xe này, 22 năm 2015. Đúng chuẩn 79.000 cây số nha anh chị. Anh chị mà mua những chiếc xe này về anh chị đi là tuyệt vời. Anh chị nhìn mới toanh. Xe đẹp lắm các anh chị. Thì cũng dành vài phút giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình nắm ha, cái phần nội thất rồi ngoại thất. Mọi thứ nó còn rất là keng và mới. Thì Huy cũng thấy Maru kỹ thuật làm đẹp xong xuôi là Huy tranh thủ ha, tranh thủ thời gian quay lên. Thì anh chị nào mà thích cái mẫu xe này á anh chị, gai vỏ còn rất là dài, thì anh chị liên hệ sớm ha, để Huy hỗ trợ cho anh chị mua chiếc xe này về anh chị đi chắc chắn là anh chị mê. Vì một chiếc xe gầm cao mà chủ xe đi kỹ như thế này á, thì thực sự này, những cái bọc này vẫn còn nguyên anh chị, thì anh chị đi chắc chắn là anh chị hài lòng. Bên Huy sẽ bảo hành động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây nha anh chị. Động cơ hộp số đó, anh chị hoàn toàn yên tâm. Rồi đây động cơ này anh chị, đó thấy chưa, mới toanh luôn. Đó, dây có roa cụm ABS heo thắng. Đấy, từng bộ lon con tán, mọi thứ là còn rất rất là ok luôn anh chị, không phải lăn tăn lo lắng gì cả. Ok các anh chị, thì sơ lược để quý cô chú anh chị mình nắm. Thì nếu như mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì anh chị liên hệ nha, thì Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị được rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Và với cái mẫu xe này thì 2015 thì phía tài chính Toyota thì hết hỗ trợ cho vay rồi. Thì anh chị mà cần tư vấn gì thì cứ liên hệ với Huy. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Và địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hãng nha anh chị, công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Cam kết với anh chị về chất lượng, có giấy cam kết, có sổ bảo hành đàng hoàng. Rồi, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về tại Toyota Tân Cảng. Khi anh chị đăng ký kênh thì là những người đầu tiên thấy được những sản phẩm Huy đăng. Chiếc xe nào anh chị thích thì liên hệ sớm. Rồi, xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ạ.